2. Hành sự chỉ dạy Nija 43. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Seyasaka là vị ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, chưa được làm cho thoát tội, là vị nàng thân cận người tại gia, sống không nghiêm chỉnh, lẫn lộn cùng người tại gia. Hơn nữa, các tỳ khưu bị mệt mỏi khi cho hành phạt Parivasa, cho trở lại hành phạt từ đầu, cho hành phạt Manatta, rồi cho giải tội nữa. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng. Vì sao Đại Đức Seyasaka là vị ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, chưa được làm cho thoát tội, là vì năng thân cận người tại gia sống không nghiêm chỉnh, lẫn lộn cùng người tại gia lại khiến các tỳ khưu bị mệt mỏi khi cho hành phạt parivasa cho trở lại hành phạt từ đầu, cho hành phạt manatta rồi cho giải tội nữa. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. 44 khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và hỏi các tỳ khưu rằng Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu Seja Saka là kẻ ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, chưa được làm cho thoát tội, là kẻ năng thân cận người tại gia, sống không nghiêm chỉnh, lẫn lộn cùng người tại gia, khiến các tỳ khưu bị mệt mỏi khi cho hành phạt Parivasa cho trở lại hành phạt từ đầu, cho hành phạt Manatta, rồi cho giải tội nữa. Có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn đúng vậy. Đức Thế Tôn đã khiển trách rằng Này các tỳ khưu, thật không đúng đắn cho kẻ rồ dạy ấy. Thật không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp sa môn, không được phép, không nên làm. Này các tỳ khưu, vì sao kẻ rồ dài ấy là kẻ ngu si, khờ khạo, phạm nhiều tội, chưa được làm cho thoát tội, là kẻ năng thân cận người tại gia, sống không nghiêm chỉnh, lẫn lộn cùng người tại gia, lại khiến các tỳ khưu bị mệt mỏi khi cho hành phạt Parivasa, cho trở lại hành phạt từ đầu, cho hành phạt Manatta, rồi cho giải tội nữa. Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin này các tỳ khưu hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin sau khi khiển trách ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu Chính vì điều ấy, hội chúng hãy thực thi hành sự chỉ dạy đối với tỳ khưu Seyasaka rằng Người cần phải thực hành sự nương nhờ. Giờ này các tỳ khưu nên thực thi như vậy. Trước hết, tỳ khưu Seyasaka cần được quở trách. Sau khi quở trách, cần được nhắc nhở. Sau khi nhắc nhở, cần xác định tội. Sau khi xác định tội, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Seyasaka này là vị ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, chưa được làm cho thoát tội, là vị năng thân cận người tại gia, sống không nghiêm chỉnh, lẫn lộn cùng người tại gia, khiến các tỳ khưu bị mệt mỏi, khi cho vị ấy hành phạt Parivasa, cho trở lại hành phạt từ đầu, cho hành phạt Manatta, rồi cho giải tội nữa. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thực thi hành sự chỉ dạy đối với tỳ cư Seyasaka rằng Người cần phải thực hành sự nương nhờ. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài xin hội chúng hãy lắng nghe tôi tỳ khư Seyasaka này là vị ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, chưa được làm cho thoát tội, là vị năng thân cận người tại gia, sống không nghiêm chỉnh, lẫn lộn cùng người tại gia, khiến các tỳ khưu bị mệt mỏi khi cho vị ấy hành phạt Parivasa, cho trở lại hành phạt từ đầu, cho hành phạt Manetta, rồi cho giải tội nữa hội chúng thực thi hành sự chỉ dạy đối với tỳ khưu Seyasaka rằng Người cần phải thực hành sự nương nhờ. Đại đức nào đồng ý việc thực thi hành sự chỉ dạy đối với Đại đức Seyasaka rằng Người cần phải thực hành sự nương nhờ, xin im lặng, vì nào không đồng ý có thể nói lên. Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. Bạch các ngài Xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khư Seyashaka này là vị ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, chưa được làm cho thoát tội, là vị năng thân cận người tại gia, sống không nghiêm chỉnh, lẫn lộn cùng người tại gia, khiến các tỳ khư bị mệt mỏi khi cho vị ấy hành phạt Parivasa, cho trở lại hành phạt từ đầu, cho hành phạt Manetta, rồi cho giải tội nữa hội chúng thực thi hành sự chỉ dạy đối với tỳ khư seyasaka rằng người cần phải thực hành sự nương nhờ đại đức nào đồng ý việc thực thi hành sự chỉ dạy đối với đại đức seyasaka rằng người cần phải thực hành sự nương nhờ xin im lặng vị nào không đồng ý có thể nói lên tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Seyasaka này là vị ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, chưa được làm cho thoát tội, là vị năng thân cận người tại gia, sống không nghiêm chỉnh, lẫn lộn cùng người tại gia, khiến các tỳ khưu mệt mỏi khi cho vị ấy hành phạt Parivasa. Cho trở lại hành phạt từ đầu, cho hành phạt Manata, rồi cho giải tội nữa hội chúng thực thi hành sự chỉ dạy đối với tỳ khưu seyasaka rằng ngươi cần phải thực hành sự nương nhờ đại đức nào đồng ý việc thực thi hành sự chỉ dạy đối với đại đức seyasaka rằng ngươi cần phải thực hành sự nương nhờ xin im lặng vị nào không đồng ý có thể nói lên hành sự chỉ dạy đối với đại đức seyasaka rằng ngươi cần phải thực hành sự nương nhờ đã được hội chúng thực thi. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 45. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy là hành sự không đúng pháp, là hành sự không đúng luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện. Được thực thi thiếu sự hiện diện, được thực thi thiếu sự tra hỏi, được thực thi với sự không thừa nhận. Này các tỳ khưu, họ đủ ba điều kiện này, hành sự chỉ dạy là hành sự không đúng pháp, là hành sự không đúng luật, khó được hoàn tất. 46. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy là hành sự không đúng pháp, là hành sự không đúng luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện khác nữa. Được thực thi giới tội không vi phạm, được thực thi giới tội vi phạm đưa đến việc không sám hối được, được thực thi giới tội đã được sám hối. Này các tỳ khưu, hội đủ ba điều kiện này, hành sự chỉ dạy là hành sự không đúng pháp, là hành sự không đúng luật, khó được hoàn tất. 47. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy là hành sự không đúng pháp, là hành sự không đúng luật, khó được hoàn tất khi khỏi đủ ba điều kiện khác nữa. Được thực thi khi chưa quở trách, được thực thi khi chưa nhắc nhở, được thực thi khi chưa xác định tội. Này các tỳ khưu, hội đủ ba điều kiện này, hành sự chỉ dạy là hành sự không đúng pháp, là hành sự không đúng luật, khó được hoàn tất. 48 Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy là hành sự không đúng pháp, là hành sự không đúng luật, khó được hoàn tất khi khỏi đủ ba điều kiện khác nữa. Được thực thi thiếu sự hiện diện, được thực thi không theo pháp, được thực thi bởi phe nhóm. Này các tỳ khưu, hội đủ ba điều kiện này. Hành sự chỉ dạy là hành sự không đúng pháp, là hành sự không đúng luật, khó được hoàn tất. 49. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy là hành sự không đúng pháp, là hành sự không đúng luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện khác nữa. Được thực thi thiếu sự tra hỏi, được thực thi không theo pháp, được thực thi bởi phe nhóm. Này các tỳ khưu, hội đủ ba điều kiện này, hành sự chỉ dạy là hành sự không đúng pháp, là hành sự không đúng luật, khó được hoàn tất. 50. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy là hành sự không đúng pháp, là hành sự không đúng luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện khác nữa. Được thực thi với sự không thừa nhận, được thực thi không theo pháp, được thực thi bởi phe nhóm. Này các tỳ khưu, hội đủ ba điều kiện này, hành sự chỉ dạy là hành sự không đúng pháp, là hành sự không đúng luật, khó được hoàn tất. 51 Nề các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy là hành sự không đúng pháp, là hành sự không đúng luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện khác nữa. Được thực thi giới tội không vi phạm, được thực thi không theo pháp, được thực thi bởi phe nhóm. Nề các tỳ khưu, họ đủ ba điều kiện này, hành sự chỉ dạy là hành sự không đúng pháp, là hành sự không đúng luật, khó được hoàn tất. 52 Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy là hành sự không đúng pháp, là hành sự không đúng luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện khác nữa. Được thực thi giới tội vi phạm đưa đến việc không sám hối được, được thực thi không theo pháp, được thực thi bởi phe nhóm. Này các tỳ khưu, hội đủ ba điều kiện này, hành sự chỉ dạy là hành sự không đúng pháp, là hành sự không đúng luật khó được hoàn tất. 53. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy là hành sự không đúng pháp, là hành sự không đúng luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện khác nữa. Được thực thi giới tội đã được sám hối, được thực thi không theo pháp, được thực thi bởi phe nhóm. Này các tỳ khưu, hội đủ ba điều kiện này, hành sự chỉ dạy là hành sự không đúng pháp, là hành sự không đúng luật, khó được hoàn tất. 54. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy là hành sự không đúng pháp, là hành sự không đúng luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện khác nữa. Được thực thi khi chưa quở trách, được thực thi không theo pháp, được thực thi bởi phe nhóm. Này các tỳ khưu, họ đủ ba điều kiện này, hành sự chỉ dạy là hành sự không đúng pháp, là hành sự không đúng luật, khó được hoàn tất. 55. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy là hành sự không đúng pháp, là hành sự không đúng luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện khác nữa. Được thực thi khi chưa nhắc nhở, được thực thi không theo pháp, được thực thi bởi phe nhóm này các tỳ khưu, họ đủ ba điều kiện này, hành sự chỉ dạy là hành sự không đúng pháp, là hành sự không đúng luật, khó được hoàn tất. 56. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy là hành sự không đúng pháp, là hành sự không đúng luật, khó được hoàn tất khi hội đủ ba điều kiện khác nữa. Được thực thi khi chưa xác định tội, được thực thi không theo pháp, được thực thi bởi phe nhóm. Này các tỳ khưu, hội đủ ba điều kiện này, hành sự chỉ dạy là hành sự không đúng pháp, là hành sự không đúng luật, khó được hoàn tất. Dứt 12 trường hợp về hành sự không đúng pháp. Năm mươi bảy Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy là hành sự đúng pháp là hành sự đúng luật được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện được thực thi với sự hiện diện được thực thi từ sự tra hỏi được thực thi do sự thừa nhận này các tỳ khưu hội đủ ba điều kiện này hành sự chỉ dạy là hành sự đúng pháp là hành sự đúng luật được hoàn tất tốt đẹp 58 Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy là hành sự đúng pháp, là hành sự đúng luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện khác nữa. Được thực thi giới tội vi phạm, được thực thi giới tội vi phạm đưa đến việc sám hối được, được thực thi giới tội chưa được sám hối. Này các tỳ khưu, hội đủ ba điều kiện này, hành sự chỉ dạy là hành sự đúng pháp là hành sự đúng luật, được hoàn tất tốt đẹp. 59. Nệ các tỳ khưu hành sự chỉ dạy là hành sự đúng pháp, là hành sự đúng luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện khác nữa. Được thực thi sau khi đã quở trách, được thực thi sau khi đã nhắc nhở, được thực thi sau khi đã xác định tội. Này các tỳ khưu, hội đủ ba điều kiện này, hành sự chỉ dạy là hành sự đúng pháp, là hành sự đúng luật, được hoàn tất tốt đẹp. 60. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy là hành sự đúng pháp, là hành sự đúng luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện khác nữa. Được thực thi với sự hiện diện được thực thi đúng theo pháp, được thực thi với sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hội đủ ba điều kiện này, hành sự chỉ dạy là hành sự đúng pháp, là hành sự đúng luật, được hoàn tất tốt đẹp. 61. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy là hành sự đúng pháp, là hành sự đúng luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện khác nữa. Được thực thi từ sự tra hỏi, được thực thi đúng theo pháp, được thực thi với sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hội đủ ba điều kiện này, hành sự chỉ dạy là hành sự đúng pháp, là hành sự đúng luật, được hoàn tất tốt đẹp. 62. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy là hành sự đúng pháp, là hành sự đúng luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện khác nữa. Được thực thi do sự thừa nhận, được thực thi đúng theo pháp, được thực thi với sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hội đủ ba điều kiện này, hành sự chỉ dạy là hành sự đúng pháp, là hành sự đúng luật, được hoàn tất tốt đẹp. 63 này các tỳ khưu hành sự chỉ dạy là hành sự đúng pháp là hành sự đúng luật được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện khác nữa được thực thi với tội vi phạm được thực thi đúng theo pháp được thực thi với sự hợp nhất này các tỳ khưu hội đủ ba điều kiện này hành sự chỉ dạy là hành sự đúng pháp là hành sự đúng luật được hoàn tất tốt đẹp 64 Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy là hành sự đúng pháp, là hành sự đúng luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện khác nữa. Được thực thi giới tội vi phạm đưa đến việc sám hối được, được thực thi đúng theo pháp, được thực thi giới sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hội đủ ba điều kiện này, hành sự chỉ dạy là hành sự đúng pháp, là hành sự đúng luật được hoàn tất tốt đẹp. 65. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy là hành sự đúng pháp, là hành sự đúng luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện khác nữa. Được thực thi với tội chưa được sám hối, được thực thi đúng theo pháp, được thực thi với sự hợp nhất. Này các tỳ khưu hội đủ ba điều kiện này, hành sự chỉ dạy là hành sự đúng pháp, là hành sự đúng luật, được hoàn tất tốt đẹp. 66. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy là hành sự đúng pháp, là hành sự đúng luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện khác nữa. Được thực thi sau khi đã quở trách, được thực thi đúng theo pháp, được thực thi với sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, Hội đủ ba điều kiện này, hành sự chỉ dạy là hành sự đúng pháp, là hành sự đúng luật, được hoàn tất tốt đẹp. 67. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy là hành sự đúng pháp, là hành sự đúng luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện khác nữa được thực thi sau khi đã nhắc nhở, được thực thi đúng theo pháp, được thực thi với sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, Họ đủ ba điều kiện này, hành sự chỉ dạy là hành sự đúng pháp, là hành sự đúng luật, được hoàn tất tốt đẹp. 68. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy là hành sự đúng pháp, là hành sự đúng luật, được hoàn tất tốt đẹp khi hội đủ ba điều kiện khác nữa. Được thực thi sau khi đã xác định tội, được thực thi đúng theo pháp, được thực thi với sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, hội đủ ba điều kiện này, hành sự chỉ dạy là hành sự đúng pháp, là hành sự đúng luật, được hoàn tất tốt đẹp. dứt 12 trường hợp về hành sự đúng pháp. 69. Này các tỳ khưu, nếu muốn hội chúng có thể thực thi hành sự chỉ dạy đối với vị tỳ khưu hội đủ ba đặc tính. Vị thường gây nên sự xung đột, thường gây nên sự cãi cọ, thường gây nên sự tranh luận, thường gây nên sự nói chuyện nhảm nhí thường gây nên sự tranh tụng trong hội chúng. Vị ngu si thiếu kinh nghiệm phạm nhiều tội, chưa được làm cho thoát tội. Vị năng thân cận người tại gia, sống không nghiêm chỉnh, lẫn lộn cùng người tại gia. Này các tỳ khưu, nếu muốn hội chúng có thể thực thi hành sự chỉ dạy đối với vị tỳ khưu hội đủ ba đặc tính này. 70 này các tỳ khưu nếu muốn hội chúng có thể thực thi hành sự chỉ dạy đối với vị tỳ khưu hội đủ ba đặc tính khác nữa vị bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới vị bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng hạnh vị bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến sái quấy này các tỳ khưu nếu muốn hội chúng có thể thực thi hành sự chỉ dạy đối với vị tỳ khưu hội đủ ba đặc tính này. 71. Này các tỳ khưu, nếu muốn hội chúng có thể thực thi hành sự chỉ dạy đối với vị tỳ khưu hội đủ ba đặc tính khác nữa. Là vị chê bai đức Phật, là vị chê bai đức Pháp, là vị chê bai đức Tăng. Này các tỳ khưu, nếu muốn, hội chúng có thể thực thi hành sự chỉ dạy đối với vị tỳ khưu hội đủ ba đặc tính này. 72. Này các tỳ khưu, nếu muốn, hội chúng có thể thực thi hành sự chỉ dạy đối với ba hạng tỳ khưu. Hạng thường gây nên sự xung đột, thường gây nên sự cãi cọ, thường gây nên sự tranh luận, thường gây nên sự nói chuyện nhảm nhí thường gây nên sự tranh tụng trong hội chúng, hạng ngu si thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội chưa được làm cho thoát tội, hạng năng thân cận người tại gia, sống không nghiêm chỉnh, lẫn lộn cùng người tại gia. Này các tỳ khưu, nếu muốn hội chúng có thể thực thi hành sự chỉ dạy đối với ba hạng tỳ khưu này. 73. Này các tỳ khưu nếu muốn hội chúng có thể thực thi hành sự chỉ dạy đối với ba hạng tỳ khưu khác nữa hạng bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới hạng bị hư hỏng về hành kiểm thuộc tăng thượng hạnh hạng bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến sái quấy này các tỳ khưu nếu muốn hội chúng có thể thực thi hành sự chỉ dạy đối với ba hạng tỳ khưu này 74 Này các tỳ khưu, nếu muốn hội chúng có thể thực thi hành sự chỉ dạy đối với ba hạng tỳ khưu khác nữa. Hạng chê bai Đức Phật, hạng chê bai Đức Pháp, hạng chê bai Đức Tăng. Này các tỳ khưu, nếu muốn hội chúng có thể thực thi hành sự chỉ dạy đối với ba hạng tỳ khưu này. Dứt sáu trường hợp nếu muốn 75 Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu thực thi hành sự chỉ dạy nên làm phận sự một cách nghiêm chỉnh. Trong trường hợp này, các phận sự nghiêm chỉnh ấy là không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên ban cho phép nương nhờ, không nên bảo sa di phục vụ, không nên chấp nhận sự chỉ định giảng dạy tỳ khưu ni, không nên giảng dạy tỳ khưu ni dầu đã được chỉ định. Không nên tái phạm tội đã được hội chúng thực thi hành sự chỉ dạy, hoặc tội tương tự, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy. Không nên chỉ trích hành sự. Không nên chỉ trích các vị thực thi hành sự. Đối với vị tỳ khưu trong sạch, không nên đình chỉ lễ uposatha, không nên đình chỉ lễ bavarana, không nên sai bảo, không nên cáo tội, không nên thịnh ý để buộc tội, không nên quở trách không nên nhắc nhở và không nên cấu kết các tỳ khưu với các tỳ khưu. Dứt 18 phận sự thuộc hành sự chỉ dạy. Bảy mươi sáu. Sau đó, hội chúng đã thực thi hành sự chỉ dạy đối với tỳ khưu Seyasaka rằng Người cần phải thực hành sự nương nhờ, khi được hội chúng thực thi hành sự chỉ dạy vị ấy trong khi thân cận trong khi quan hệ trong khi gần gũi bạn tốt trong khi nhờ họ độc tụng trong khi đặt câu hỏi đã trở thành vị nghe nhiều kinh điển được truyền thừa rành rẽ về pháp rành rẽ về luật rành rẽ các đầu đề là vị có trí tuệ có khả năng thông minh khiêm nhường có hối hận ưa thích sự học tập vị ấy làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh trở nên thu thúc làm bổn phận để sửa đổi rồi đi đến gặp các tỳ khưu và nói như vậy bạch chư đại đức được hồi chúng thực thi hành sự chỉ dạy tôi làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh trở nên thu thúc làm bổn phận để sửa đổi giờ tôi nên thực hành như thế nào các vị tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn này các tỳ khưu, như vậy thì hội chúng hãy thu hồi hành sự chỉ dạy đối với tỳ khưu Seyasaka. 77. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện. Vị ban phép tu lên bậc trên, ban cho phép nương nhờ, bảo ra di phục vụ, chấp nhận sự chỉ định giảng dạy tỳ khưu ni, giảng dạy tỳ khưu ni khi đã được chỉ định. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện này. 78. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện khác nữa vị tái phạm tội đã được hội chúng thực thi hành sự chỉ dạy, hoặc tội tương tự, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy. Vị chỉ trích hành sự, chỉ trích các vị thực thi hành sự. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện này. 79. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu hội đủ tám điều kiện. Vị đình chỉ lễ uposatha, đình chỉ lễ bavarana của vị tỳ khưu trong sạch, vị sai bảo, cáo tội, thỉnh ý để buộc tội, quở trách, nhắc nhở vị tỳ khưu trong sạch, vị cấu kết các tỳ khưu với các tỳ khưu này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy không nên thu hồi đối với vị tỳ khưu hội đủ 8 điều kiện này. Dứt 18 trường hợp không nên thu hồi. Tám mươi Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu hội đủ 5 điều kiện vị không ban phép tu lên bậc trên, không ban cho phép nương nhờ, không bảo sợ gì phục vụ, không chấp nhận sự chỉ định giảng dạy tỳ khưu ni, không giảng dạy tỳ khưu ni dầu đã được chỉ định. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện này. 81. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện khác nữa. Vị không tái phạm tội đã được hội chúng thực thi hành sự chỉ dạy, hoặc tội tương tự, hoặc tội nghiêm trọng hơn tội ấy. Vị không chỉ trích hành sự, không chỉ trích các vị thực thi hành sự. Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện này. 82 Này các tỳ khưu, hành sự chỉ dạy nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu hội đủ 8 điều kiện. Vị không đình chỉ lễ Uposatha, không đình chỉ lễ Bavarana của vị tỳ khưu trong sạch. Vị không sai bảo, không cáo tội, không thỉnh ý để buộc tội, không quở trách, không nhắc nhở vị tỳ khưu trong sạch. Vị không cấu kết các tỳ khưu với các tỳ khưu này các tỳ khưu hành sự chỉ dạy nên được thu hồi đối với vị tỳ khưu hội đủ tám điều kiện này dứt 18 trường hợp nên được thu hồi tám mươi ba già này các tỳ khưu nên thu hồi như vậy này các tỳ khưu tỳ khưu Sajasaka ấy nên đi đến hội chúng, đáp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, rồi ngồi chồm hổm, chắp tay lại và nên nói như vậy. Bạch chư đại đức, được hội chúng thực thi hành sự chỉ dạy, tôi làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc làm bổn phận để sửa đổi, giờ tôi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự chỉ dạy nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì, nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Được hội chúng thực thi hành sự chỉ dạy, tỳ khưu Seyasaka này làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự chỉ dạy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên thu hồi hành sự chỉ dạy đối với tỳ khưu Seyasaka. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Được hội chúng thực thi hành sự chỉ dạy, tỳ khưu Seyasaka này làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc làm bổn phận để sửa đổi giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự chỉ dạy hội chúng thu hồi hành sự chỉ dạy đối với tỳ khưu seyasaka đại đức nào đồng ý việc thu hồi hành sự chỉ dạy đối với tỳ khưu seyasaka xin im lặng vị nào không đồng ý có thể nói lên tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì bạch các ngài xin hội chúng hãy lắng nghe tôi được hội chúng thực thi hành sự chỉ dạy, Tỳ khưu Seyasaka này làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc làm bổn phận để sửa đổi và tỉnh cầu sự thu hồi hành sự chỉ dạy. Hội chúng thu hồi hành sự chỉ dạy đối với Tỳ khưu Seyasaka. Đại đức nào đồng ý việc thu hồi hành sự chỉ dạy đối với Tỳ khưu Seyasaka xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Được hội chúng thực thi hành sự chỉ dạy, tỳ khưu Seyasaka này làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự chỉ dạy. Hội chúng thu hồi hành sự chỉ dạy đối với tỳ khưu Seyasaka đại đức nào đồng ý việc thu hồi hành sự chỉ dạy đối với tỳ khưu Siyassaka xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Hành sự chỉ dạy đối với tỳ khưu Siyassaka đã được hội chúng thu hồi. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. Dứt hành sự chỉ dạy là phần thứ nhì